Kính bạch sư, theo sư thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của vua Trần Nhân Tông được đề cập tiêu biểu trong bài Phú Cư Trần Lạc Đạo Phú có đúng với những lời dạy của Đức Phật Thích Ca được đề cập trong Kinh Tạng Nguyên Thủy không ạ? À? Nếu các Phật tử phát tâm thực hành pháp môn Trúc Lâm, cả vua Trần Nhân Tông thì theo sư có mang lại nhiều lợi lạc hay không? Mong sư hoan hỷ trả lời để Phật tử sơ cơ như con chưa hiểu nhiều về Phật pháp có thể hiểu hơn. Con kính chư ân sư. Cái vấn đề là bây giờ tác giả thì không còn nữa, đã đi theo nghiệp của mình, làm thiện thì đi lên mà bất thiện thì đi xuống, cho nên là mình không có tác giả ở đây để mà hỏi. Suy nhớ đến một cái câu chuyện có thật chứ không phải là cái chuyện không có thật đâu. Tức là bà mẹ bà phàn nàn là bà cái lớp học văn của đứa con là phân tích bài văn, thì bà mẹ bà quen biết cái nhà văn đó luôn, thì bà mẹ mới hỗ trợ đứa con bằng cách là cho đứa con gặp cái nhà văn đó để hỏi rõ hơn cái chi tiết về cái tác phẩm như vậy đó. Thì sau khi mà hỏi rõ thì đứa nhỏ nó viết một cái bài văn đúng như ý tác giả nha. Nhưng mà khi mà nộp lên thì cô cho điểm thấp do sai ý tác giả. Tại vì cái ý tác giả đó là ý tác giả của cô, ý tác giả của lớp, ý tác giả của nhà trường, ý tác giả của những người phân tích văn. Chứ đó không phải là ý của cái ông tác giả thật, ông viết cái bài đó. Cho nên là mình cần phải cẩn trọng. Thành ra là bây giờ quý vị kêu sư bây giờ phân tích cái này, thì sư hỏi quý vị là bây giờ mình hiểu thì có chắc là mình hiểu đúng ý của tác giả hay không, hay là mình bẻ nó làm sao đó để cho nó đúng ý của mình. Cái này nó kẹt nha. Nó là một phần nữa, là một cái bài thơ mà bây giờ mình ráng mình bẻ làm sao đó để cho nó đúng chánh pháp thì nó cũng khá là khó. Tại sao mình không đi thẳng vào chánh pháp luôn? Trong Tam Tạng kinh điển Đức Phật dạy rất là rõ, thì tại sao mình không đi thẳng luôn, chi mà mình phải chạy vòng vòng như vậy? Thứ là như thế, tại vì ở trong kinh A Tát Ca Đức Thế Tôn có nói là như hồi xưa có cái trống A Tát Ca. Rồi dần dần nó xúc cái niềng, nó xúc cái đinh, thì người ta thay dần từng món từng món từng món, thay cái niềng, thay cái đinh, thay cái da trống, rồi thay riết, rồi cho đến một hồi nó không còn một cái bộ phận cũ nào của cái trống A Tát Ca nữa, mà người ta vẫn gọi đó là cái trống A Tát Ca. Rồi Đức Thế Tôn nói vào cái ngày vị lai, chúng sanh sẽ mê mẩn những cái bài thơ, những bài vè, những cái tác phẩm mà những cái người đời sau sáng tác, người ta sẽ không còn mặn mà đối với chánh tạng, những lời dạy gốc của Đức Thế Tôn. Rồi cho đến một thời điểm nào đó người ta không còn biết đến lời dạy gốc của Thế Tôn nữa, mà người ta chỉ biết đến nào là bài thơ, nào là vè, nào là phú, mà người ta vẫn gọi đó là đạo Phật. Người ta thực hành theo một cái phương pháp nào đó không còn giống như lời dạy Thế Tôn nữa, nhưng người ta vẫn gọi đó là đạo Phật. Chính bởi vì như vậy đó, sư có chủ trương là mình thực hành đúng theo lời dạy của Thế Tôn thì nó vẫn hơn. Nó được hai cái sự lợi ích. Một là mình tiếp xúc được đúng với lời dạy Thế Tôn, mình sẽ khó mà đi sai hơn. Sư hỏi quý vị nè, giữa cái việc mà mình thực hành theo lời dạy Thế Tôn và mình thực hành theo một cái bài thơ khác, thì cái nào nó dễ đi sai hơn? Cái thứ hai là mình sẽ giúp cho chánh pháp được tồn tại lâu dài. Bởi vì càng nhiều người mê những cái bài vè, những bài thơ ngoài chánh pháp,
thì sẽ càng ít những người mê những cái lời dạy gốc của Đức Thế Tôn. Thì như vậy nó sẽ dẫn đến chánh pháp bị xói mòn nhanh hơn. Sư không có phủ nhận những cái bài thơ, những bài vè, những cái giá trị của nó, sư không hề phủ nhận. Nhưng mà nếu như hỏi sư cái sự ưu tiên thì sư vẫn ưu tiên chánh tạng hơn để mà mình thực hành. Những cái bài thơ thì lâu lâu thì mình nghe vẫn cho vui thì được, chứ còn để thực hành thì sư ưu tiên cái chánh tạng hơn. Rồi, bây giờ nếu mà quý vị muốn sư gọi là bẻ theo ý của sư nha, chứ sư không dám là gọi là theo ý của vua Trần Nhân Tông, thì ai biết bây giờ ngài ngài nghĩ cái gì khi mà ngài viết cái bài thơ này. Thứ nhất, cái chuyện gọi là đối đến việc ăn mệt ngủ liền, thì với cái hiểu của theo ý của sư nghe, chứ sư không dám nói ý của vua Trần Nhân Tông đâu. Theo ý của sư thì cái chuyện mình ăn ngủ là do nhu cầu sinh tồn của cơ thể chứ không phải do cái nhân tham ái. Hãy cẩn trọng, đa phần chúng ta đó, ăn ngủ là mình do nhu cầu tham ái chứ không phải do cái nhu cầu sinh tồn cơ thể. Tức là ăn chỉ để sống chứ không phải sống để ăn. Cho nên là nhiều người sư thấy nhiều vị á, cái tướng gấp 3 lần tướng của sư á, mà vẫn ăn chiều, mà với cái lý do là bây giờ cơ thể nó yếu đuối, chúng sanh bây giờ cơ thể yếu đuối, không ăn chiều thì làm sao mà tu, mà cái tướng gấp 3 lần tướng của sư á, thì cái đó phải coi lại. Rồi cái thứ hai, vấn đề thứ hai là cái gọi là trong nhà có báu thôi tìm kiếm, thì đối với Phật giáo phát triển thì gọi là đó là trí bát nhã. Đối với Phật giáo Nam truyền nó đơn giản, đó chính là cái Panh Nha. Mà muốn biết Panh Nha là cái gì thì làm ơn làm phước thực hành tứ niệm xứ giùm. Khi anh thực hành tứ niệm xứ thì anh sẽ nhìn rõ cái Panh Nha nó là cái gì. Nói theo cái kiểu cho nó hợp với quần chúng ha. Thực hành tứ niệm xứ quý vị sẽ biết bát nhã là cái gì. Biết rõ, nó không còn cái mây mờ che phủ nữa, mà nó rõ ràng để mình biết cái trí bát nhã nó mặt mũi nó ra làm sao. Mà nói theo kiểu thiền ấy, thì biết rõ mặt mũi của cái ông chủ nhân ấy, sư giờ nó ra làm sao. Và cái thứ cái câu cuối ấy, là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Thì vô tâm ở đây ấy, theo như cái ý của sư ha, đó chính là vô tham, vô sân và vô si. Khi mà tâm của anh không còn tham, không còn sân, không còn si thì anh không cần phải nói gì cái chuyện thiền ở trơn trọi. Anh đối cảnh mà anh không có ba cái thứ này. Nhưng mà nhớ, anh phải có niệm nha. Phải có niệm nha. Phải có trí nha. Chứ còn anh mà anh không có niệm, anh không có trí thì xin thưa là một cái đứa con nít nó đang hôn mê, nó đang ngủ thì nó đối cảnh cũng vô tâm. Cho nên sư thì sư chủ trương là mình theo chánh tạng thì nó vẫn hay hơn. Không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, nghe câu hỏi này sư thú thật, chỉ câu hỏi mà kiểu như vậy nè là sao đoán của sư. Đại Đức hành tại trả lời khéo, nói chung là khéo léo trả lời. Nếu mà Đại Đức nếu mà quý vị có thắc mắc thì cứ xem lại câu trả lời thôi. Chứ nên cũng sư cũng không bổ sung gì. Xin kết thúc câu trả lời này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.